quái thú mặt người. Chàng trai bắt được quái thú mặt người, chuyên gia vội nói tuyệt đối không thể nuôi. Loài động vật kỳ lạ có khuôn mặt giống người này rốt cuộc có gì đáng sợ? Chúng ta thường nghe nói về sự tồn tại của một con quái vật mặt người trong một số thần thoại và truyền thuyết, nhưng ít ai nhìn thấy sinh vật này ngoài thực tế. Ấy vậy mà trong một lần tình cờ, một cậu thanh niên bắt gặp con vật có vẻ ngoài kỳ lạ khi đang chơi đùa trong khu cắm trại ở rừng. Cũng bởi vẻ ngoài của con vật vô cùng độc đáo và có phần quái dị, nên anh và đám bạn tò mò muốn bắt thử xem sao. Song khi tiến lại gần và tận mắt nhìn con vật, cậu thanh niên đã vô cùng bất ngờ, dấu lớn xem thêm, dùng mình thứ có thể nuốt chửng trái đất ngay trong hệ mặt trời. Gương mặt nó hơi giống khỉ nhưng phần nhiều thì giống người hơn, thân nó giống con mèo, tay chân như khỉ, ngón tay nhọn như vuốt đại bàng, lông mượt như nhung, đuôi cong rất dài, dấu lớn xem thêm, hãi hùng. Rắn khổng lồ nấp trong bụi rậm, phải dùng cần cầu mới nhấc nổi vì chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào kỳ lạ như vậy, nên cậu thanh niên đã quyết định đem nó về nuôi. Thậm chí anh còn đăng một bức ảnh lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vụ việc này đã gây chấn động địa phương, thậm chí còn thu hút các chuyên gia vào cuộc. Thế nhưng một cách bất ngờ, các chuyên gia sau khi nhìn thấy con vật thì mặt biến sắc và nói rằng tuyệt đối không thể nuôi con vật này, mau thả nó ra. Sau khi nghe nhận định của chuyên gia, ai ai cũng nghĩ con vật này là quái thú gây hại cho con người. Hóa ra con vật này không phải là quái thú mà là loại động vật có tên là khỉ đuôi sóc. Khỉ đuôi sóc hay còn gọi là khỉ marmoset là các loài khỉ nhỏ thuộc về giống loài thuộc bộ linh trưởng và nằm trong 22 loài khỉ tân thế giới, sinh sống hầu hết ở khu vực Nam Mỹ. Loài khỉ marmoset lùn được tìm thấy trong rừng nhiệt đới của Brazil, Ecuador, Peru và Colombia. Chúng chủ yếu sống trên cây và hiếm khi đi xuống mặt đất. Và chúng không đáng sợ như những quái thú mặt người trong truyền thuyết, chúng thường ăn một số loại trái cây, các loại hạt hoặc các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác. Chúng thường di chuyển vào ban ngày và ngủ trong hốc cây vào ban đêm, dấu lớn xem thêm, không phải T-Rex với cú đớp tử thần, đây mới là kẻ săn mồi vô địch thời tiền sử được xem là loài khỉ tí hon trên thế giới, mà marmoset đang được con người chọn làm thú cưng bởi vẻ ngoài độc lạ của nó. Hầu hết các loại khỉ này đều có nguy cơ tuyệt chủng, cho đến khi có phong trào nuôi loài khỉ này như thú cưng, thú nuôi độc lạ thì chúng mới thoát nạn, mặc dù vậy, đây là động vật hoang dã nên khó có thể thuần hóa. Ở Trung Quốc, thú chơi khỉ tí hon marmoset đang trở thành mốt trong giới trẻ và nó còn có tên gọi là tiểu tôn ngộ không. Dù giá thành của những chú khỉ này không hề rẻ nhưng vẫn có không ít người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để được sở hữu nó. Nhu cầu nuôi khỉ marmoset đang lên cao mà những chú khỉ trong tự nhiên đã bị bắt khá nhiều, thậm chí có những trang trại đã cố gắng nhân giống khỉ này để phục vụ cho việc thương mại hóa. Thế nhưng tỷ lệ thành công trong việc nhân giống khỉ marmoset vẫn chưa cao, vì thế loài khỉ này vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ bị mất tự do khi bị bắt và trở thành vật nuôi.